đây là cái vỏ, dĩa này con. Đây là dĩa này, đó. À, thấy rồi, mở bên đây, anh tới đi. Con heo. Lại về 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 con uống. Con ăn cái gì đó đi. Ăn bông mà. Hồi nãy ba la con hả? Tại sao vậy? Ba cá kìa. Tại sao ba đánh đi vậy? À bây giờ mày nói nè. Hay à. À tại vì Ri gạch ghế cầu thang đúng không? À bây giờ mày cho Ri qua chú hủ tiếu nuôi nha. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Hay cho cô bánh mì nuôi nha. Cô bánh mì thương con lắm, cho con đi qua nuôi nha. Chứ sao? Gì? Chứ sao? Mẹ có sẵn rồi. Chứ sao? À thôi bây giờ ba cho đi qua cô bánh mì nuôi nha. Không chứ sao? Rồi xin mời. Có mày cho qua bên cô chị bên chú hủ tiếu nuôi nha. Chứ sao? Con gấu. Chứ sao? Con gấu. Không cho. Cho con với con gấu qua bên chú hủ tiếu nuôi luôn nha. Chứ thì sao? Con gấu ở ngoài. Bây giờ nãy con nói mẹ coi gì, con nói mẹ nghe lại coi. Con gấu ở ngoài. Con nói mẹ thương con đi. Con nói mẹ thương con đi. Con nói mẹ nuôi con đi. Không mày thôi tiến qua chú hủ tiếu nuôi. Ba bé nó qua hủ tiếu nuôi đi ba. Bé nó qua hủ tiếu nuôi đi. Chứ sao? Mày chọn con đi. Vậy sao? Mày chọn. Mày đâu có chọn đâu. Mày chọn con đi. Mày chọn con làm gì? Mày chọn con mày ra bán nha. Chứ sao? Mày chọn con đi. Mày chọn con làm gì? Bye bye. Cảm ơn ba chưa? Số mũi kìa ba. Chứ nó là hả ba bơ mũi chưa? Con phải nói là anh Bi ăn nhãn đi. Nhà này ai đẹp trai nhất người ta? Phải không? Cá Bi đẹp trai hết luôn. Mày thương cả nhà. Mẹ gãi có thương rồi. Wow. Diễn sâu quá. Ngày gì? Đừng có mình xé nữa để rồi ba con lộn ngày không à. Ai biết chưa hay qua ngày nó cho tụi nó xé gì? Đứa nào cũng đòi đi biển, mà đi biển thì không đứa nào ai dám tắm, đứa nào cũng sợ chứ. Ai cũng tắm, thôi thôi, tắm gì sợ, mày tắm đi có sợ đâu. À vậy đó. Tắm cũng có sợ, đi tắm gì em bị sợ. À. Đi đó đi không sợ biển mà đi chia sẻ sống biển.